Hôm nay không biết kết quả sẽ như thế nào hả chị ơi? Trời, chị ăn xách cái hùng bự quá vậy. Mình đi xuống đường này đi. Được không Ngân ơi, trượt xuống. Ơi, đừng đứt dép nha. Hay là bỏ dép lại ta. Bỏ dép lại thì nóng lắm. Nóng lắm. Đây. Ôi, có mấy con cá nhỏ chui vô kìa. Em đã thấy rồi. Khá lòng tâm. Thích quá đi. Chưa gì đã thấy có mấy con cá nhỏ vô rồi. À, dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. À, ngày hôm nay thì ba chị em tụi mình sẽ đi dở hai cái giống mini nha các bạn ơi. À, thì ở đây là ruộng lúa nè, các bạn có thể nhìn phong cảnh xung quanh đó. Bên kia thì có rất là nhiều dịch luôn. Còn bên đây thì có một cái đường nước nhỏ nè, nước nó ra vô ngoài sông đó, nên là mình nghĩ là chắc chắn sẽ có cá. À, hai chị em mình đặt hồi hôm qua tới giờ rồi. Hôm nay đúng lúc là chị An ra trực ở bệnh viện nên là rủ chị An đi chung luôn. Bây giờ mình sẽ dở thôi. Chưa, cho em qua cái chị. Giờ mình ngăn cuốn cái đầu đó hay gì? Cái giớn này á đặt hồi chiều hôm qua tới giờ á chị. Vậy là chị trên đợi. Ơi, nước sâu. Nước sâu chứ không? Ừ. Ôi, cá lồng tông kìa. Lồng tông nhiều quá ha. Wow. Có cả cá chê nữa nè chị ơi. Tham quá. Đây, chị cầm đầu này đi. Giữ cái kia giùm tôi. Cá này cho em rồi. Đây, ngăn xếp lại nha. Ui. Dạ được. Đặt hồi chị hôm qua tới giờ hả chị? Đâu để mình dở ra mình coi thành quả coi như thế nào nha. Chị vũ xuống nè. Wow. Yeah, được cá lồng tông nè, với lại bốn con cá chê luôn. Nè, thích chưa? Đã quá chị An ơi. Em quá à. Chị cho nó vô miếng nước nha. Dạ, cho nó vô miếng nước đi. Nhảy lắm á. Yeah. Giống mini này mình xài chắc cũng được 3-4 lần rồi đó. Mà lần nào đặt cũng nhiều cá hết quá. Đây, ngăn xếp lại nha. Chị ăn cho em xem với. Wow, này chắc đủ nồi kho tiêu luôn chị An ơi. Ngăn xếp giớn lại nha. À, tổng cộng á là hôm qua mình đặt là hai cái giớn, ở bên đây một cái, ở bên kia một cái nha. Ở đằng đầu bên kia với lại đầu đằng đây. Ở đầu đằng đây thì kết quả rất là bội thu, là được bốn con cá chê với một mớ cá lồng tông. Bây giờ mình tiếp tục sẽ lại đầu đằng đây đây. Đi thôi. Đi ngay. Ngăn xếp cái giớn lại. Hồi hộp quá, không biết cái giớn đằng đây thì như thế nào. Xiết lên, tới bụng rồi. Đây là cái giớn thứ hai các bạn ơi. Mình cũng hồi hộp chờ đợi kết quả là không biết là như thế nào ha. Dở nha. Ừ. Dở lên đi. Ui sâu dữ. Ui sâu lắm ạ. Ui vẫn có cá chê nè chị ơi. Cá chê này là cá chê trắng ngoài sông á. Nhỏ nhỏ thấy cưng quá à. Wow, đằng đây cũng rất là thích luôn, nhưng mà không có nhiều bằng cái đầu đằng kia. Wow,
Đem cuốn lên luôn. Rồi tôi lên cái. Lên. Đâu để xem cái này như thế nào nha. Nhưng mà em thấy thì cá chê là hình như nhiều hơn á. Còn cá lòng tông thì ít hơn. Đem đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5 con luôn chị ơi. Nhảy đạch đạch. Đúng quá cảnh. Mở cái xăng tia xuống. Lần nào đặt giống mini cũng nhiều cá giống vậy trơn. Thích quá. Mà cá nhỏ không nha. Dạ giống mini là chỉ cá mini thôi à. Cá bự quá. Nào đặt giống giống khổng lồ thì mới có cá khổng lồ. Wow, thành quả của hai cái giống nè mọi người ơi. Thích chưa? Yeah, có bữa cơm chưa rồi đó chị Trang ơi. Cái này chắc chị làm 7 món luôn quá. Làm được 7 món luôn. Rồi, mình đi thôi. Lòng tông chiên bột đã ha. Lòng tông nhỏ nhỏ chiên bột ăn nó không có xương. Ừ. Nó đỡ sảm á. Kho quéo cũng ngon, làm gì cũng ngon chứ. Dạ vấn nhỏ nhiều cá xa chị một đoạn tới đằng kia tiếp đằng kia luôn. Rồi mình đi thôi, lên núi. Ôi. Mình mót từ từ đi, gấu muốn chỗ chị ăn ngon chị ăn. Sau khi mà mấy chị em tụi mình đã đi bắt cá xong rồi thì tiếp theo là mình sẽ hái rau dịu và gấu muống. Hôm nay có một người rất là đặc biệt xuất hiện luôn, đó là cô bé áo tím. Cô bé áo tím chào mọi người đi. Để cởi nó nha. Đó, mọi người nhớ em không? Mọi người có nhớ em không? Có nhớ em không? Không. Năm rồi không gặp em đi. Nay Út Nhàn xuống chơi sẽ đãi cho Út Nhàn một món rất là ngon luôn. Nhưng mà Út Nhàn phải hái được 100 đọt rau thì em mới cho Út Nhàn ăn. Còn Út Nhàn hái có 99 thì em không cho ăn đâu. Gây dở. Ừ. Thôi em đừng làm ngon làm dở đi, xuống hoài chị gì nổi. Vậy thôi em làm dở. Chứ à, hao quá à. Hái đi cẩm chị đếm cho, hái đi. Nè đếm đi. Ở gần cả tháng là em nuôi luôn đó. Sao mấy cái gà nữa chứ. Nè nè cái cạ này mà nó còn mini quá à Ngân ơi. Còn nhỏ xíu. Nhỏ. Không, rau muống ở đây hình như nó hơi già hết rồi. Cũng còn ăn được. Còn ăn được, kiếm rau dịu á, rau dịu xích lần kia nhiều. Rau dịu ngon quá ha. Dạ. Ngon quá à. Hết rồi, ở đây hết rồi, đi dài dài đây đằng kia đi chị ơi. Muống đây. Muống đây. Rau muống đồng luôn mọi người ơi. Rau muống đồng luôn. Đồng ở trên giường. Út ơi. Tự mọc quá. Út, này mọc dại Út ơi. Chị xích lên đằng đây đi, em thấy đằng đây có nhiều rau dịu nè. Rau dịu cho em bỏ vô đây nè. Ngon quá à. Nè. Tuốt đằng kia luôn á. Nó tự mọc như vậy nè là ăn là không có bị hồi hộp. Hồi hộp hả? Không có, không có, không có, không có, không có, không có. Chai kìa. Chai. Hái luôn. Ăn cho luôn không? Rau dịu hết rồi đó, chị thấy chỉ có một lúc sẵn thôi. Út biết rau chai không? Dạ. Rau chai em biết mà. Đây. Rau chai nè. Bây giờ chị cá với em không? Em chị cá nè. Sao? Chị nói là đằng đó là rau dịu, đằng đây là hết rồi đúng không? Chị không thấy. Giờ cá không? Chị không thấy. Cá đi, bây giờ nếu mà em thắng thì em kho nồi cá, còn Út thắng á thì Út kho. Út sao ta sao lộn người ta ơi. Em thắng á thì Út kho, còn em thua thì em kho, đúng rồi. Chịu không? Chịu không? Phải nói chị quan sát rồi đó. Quan sát đi. Suy nghĩ kỹ nha. Suy nghĩ kỹ đi. Tại mình phải chia ra là khúc này đúng không? Thì nãy Út nói đó, Út nói là từ đó hết rồi. Trời. Chịu không? Ai với cẩm luôn nè. Chơi không? Chơi phải không? Không có sợ. Rồi, ha ha, Ngân ơi, cẩm gỗ giùm cẩm đi Ngân. Út ơi, lấy khúc vô kho cá luôn. Đi thôi, đi tìm rau dịu thôi. Không Ngân ơi, mình cũng có thể thua Ngân ơi. Tại bữa nay người ta đã múc đất lên trơn rồi. Dạ nghe. Chưa, để em đi tìm. Không, hôm nay người ta múc lên nó cái nó muốn bị hết rồi.
Chứ em thua quá à. Út ơi, chắc là Út kho cá đi Út ơi. À, chị ơi, em đã chiến thắng rồi. Út ơi, Út thua đi. Em thắng Út thề kì. Nè, một đám rau dịu luôn. Dĩa hả? Ừ. Ngon không? Ngon. Ừ. Non mà. Non hả? Nhưng mà nó hơi bị đốm lá. Nó bị gì? Nó bị đậu không? À, không được. Ủa, không được chứ lửa hả? Xích vô chị, xích vô. Nè qua đây nè, bên đây ngon nữa nè. Nè nè. Trong đó nữa. Nè. Đây nữa nè chị, lại đây đi, không có kiến nè. Còn ơi. Cái cây rau chai nó tốt nè. Ây da, kiến lửa nhiều quá. Kiến quá, kiến rồi. Cắn, cắn. Qua đây đi chị, đằng đây không có nè, mà rau dịu đây ngon nè. Dữ dọa em hả? Ủa? Né đi chị, đây rau dịu đây ngon nè. Nè trong đây ngon quá. Ủa, hồi nãy đi bắt cá là bắt được cái gì? Bắt được cá chê á, tính kho á, kho sệt sệt á. Cá chê với cá lòng tông. Rau này mình luộc. Cái này ngon quá trời luôn nè. Rau gì nha? Rau dịu. Kiến quá à. Kiến sao không? Ở đây có nước á, thuốc này á. Ừ. Chạy lên phòng nó bị ngọt á. Ê, ê, coi chừng đã chấm. Không, tôi thấy là tôi thấy có cái ống dây. Nè, đây cũng ngon nữa nè. Ôi, cá ai làm sạch sẵn rồi kìa. Chị Ba làm, chị Ai. Chị Ba làm, mình đi ra ngoài thấy ngao quá thì ở trong này chị Ba cũng đã làm. Với lại gửi cá sạch sẽ nè các cô chú. Ai nói chị Ba làm? Chị làm chứ ai. Thôi không rồi, đứng hình hoài. Đây, đây là toàn bộ cái số cá chê hồi nãy mấy chị em bắt về được nè. Wow, với lại một ít con cá lòng tông. Cạo sạch sẽ luôn mà. Chị cá hả? Dạ. Nhìn con. Chị Ba, em nghe nói là cá chê là kiểu như là nó bị nhớt nhiều lắm á. Mình làm sao để cho nó sạch? Trụng nước sôi cực. Nước phải ấm ấm ha. Ừ. Không, nước sôi, nước luôn nước hả? Khoảng 70 độ. Nó có bị lột da không? Không, chị nè, chị trụng nè. Đó hả? Wow. Ủa này làm nè. Đây. Em đặt kìa không? Mình cảm thấy là cái tay mình thọt vô cái tay mình ô nó nóng hơn mức bình thường là được. Dạ. Yeah. Ôi. Không có ngon. Ngon quá vậy? Lấy gì làm giống nha. Đủ đủ nhà mình nè. Giống nhiều lắm rồi. Cái này với mấy người chín hạt á. Không hạt luôn. Không có hạt. Không. Chín mà đẹp, nó bị đẹp rồi nó chín luôn á. 20 tuổi như 1 tuổi. Mình ăn 1, 2, 3, 4 loại rau quả. Củ. Mà có hai loại là nhuận trường rồi đó. Nhuận trường. Là gì chị? Là rau chai với lại rau muống. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Rau dữ thì ăn mát. Còn mát gan, mát gan. Đúng rồi. Có một loại mát gan, còn hai loại nhuận trường. Còn cà là bị nhuận trường là bị nhất là không được ăn. Không cà. Được ăn cà. Gọi gì gọi là từ gì? Nhuận trường. Nhuận nhuận trường là gì cô? À là mình là đi cầu là... mình thông. Đúng rồi, nó bổ sung chất xơ vô, nó làm cho mình chảy đi nặng. Đi ngoài. Không biết hỏi mấy bạn nha, mấy bạn comment cho Ngân với Cẩm biết là nhuận trường là sao nha mọi người. Em mất cỡ rồi, không nói được. Rau luộc cái mà ăn cá kho là rất là ngon rồi. Mà ngon sao thì mình mới biết nha. Tại vì em kho cá. Mọi người đón xem coi khác mọi người. Đừng có bỏ em bôi dơ em buồn lắm. Trời ơi dời. Đợt kéo chị đi cộng ngăn. Cảm rồi. Thôi đừng có kêu tên em. Chị, em nhường xíu lại cho chị em đi đây.
Chậu dạ. Xôi. Để tỏi vô. Ừ. Quậy đi cắm mặn chút chứ. Quậy nè Út. Em đang phu đang quậy đây. Ủa em nhớ là em hắn mà ta. Sao vậy em nấu rồi. Chị thấy mùi thơm của tỏi vậy đó. Thấy chưa? Để cá vô nha. Ừ, để cá vô đi. Ơi, cá lòng tông nữa nhỉ. Cá lòng tông hả? Cá lòng tông mình kho chảo riêng hay là? Dạ không, mình kho chung nhưng mà để chút xíu mình hả kho để thử này nó giả. Để cá chê vô trước nè. Thử với tỏi. Thơm, một hồi có gừng nữa. Nhà mình trồng được mấy bụi gừng nữa. Thêm xíu đường. Nó săn lại để nước mắm vô. Mắm vô. Thêm nồi cháo màu thôi. Thêm nồi cháo màu. Dậy mùi hôm lên. Cái này giống như rau tập tàn nha. Đủ là rau hết bỏ vô luộc. Cho em cái đôi đũa. Ngon quá quay. Ủa sao lại muốn vậy ta? Ngon quá nha. Không cho cái lòng tâm vô luôn nữa. Không chị để luôn. Quá chơi sao rồi, không ấy là được nữa. Chút xíu nó xẹp xuống. Đây, rau luộc, mới ra lò nóng hổi vừa hổi về ăn luôn. Chảo cá. Chảo cá Út vàng kho. Cá chê kho gừng. Cá chê kho gừng. Thưởng lương lương. Đó là lương. Ăn cá chê mà nhớ lương, lương phát rồi. Ăn với tôm cá. Lương phát rồi nữa. Dạ, các cô chú, anh chị, các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình có món cá chê kho gừng với lại rau luộc nè, cà luộc rất là ngon luôn. Xin mời tất cả các cô chú, anh chị, các bạn cùng ăn cơm với năm chị em tụi mình nha. Mời mọi người. Ủa, nãy nhớ, nói điều lắm mà. Chị ba biết ai dọn đũa không? Chị dọn á. Chị ba dọn hả? Wow. Chúc mừng chị ba. Để em ra đó. Được không? Đổi đi. Thôi, không sao đâu. Chị đẻ rồi, không sao. Ăn đâu quen đi. Thôi được rồi. Thôi mình ăn thôi. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Sao? Chị thấy như bố trí nó hơi sai sai. Sao chị? Tới không? Tới. Tay dài lắm chị ơi. Tay dài á. Hẹn gấp vô. Chị đi, chị cũng không có ngại đâu. Gấp gì? Gấp gà chị nè. Chị phải gấp gà em. Ăn cà không coi đi chị gấp gà chứ. Bữa cháu này bị chai rồi. Cái gì bị chai vậy? Bị hư á. Nó bị hư nè. Tại vì nó bị sâu. Tại là cuối nè, Út ơi. Con muốn kho cá nãy giờ cho Út miếng cá thiệt là bự nha. Thử miếng cá. Rau luộc chấm mắm mớt ăn bá chét. Ngon quá. Kho luộc cá sấy không bà bấy. Ngon. Cay. Nóng. Cay. Ai vậy mốt? Cay ngang ngang nha. Bánh trái. Hai trái. Hai lớn nha. Câu rừng rồi ớt nữa Tài ơi, đâu dễ hết. Ớt ở trên vô đẹp thôi chị. Ấm này vậy. Rau luộc ngon quá à. Ai luộc vậy trời. Nhớ nào luộc không biết nữa. Ăn luộc ngon dữ. Ừ, càng ngọt lắm á. Hình như nó bị chưa chín đi. Sượng nó bị sượng á, em luộc lâu lắm rồi á. Tại vì luộc nó sao nó sượng, sao rau nhiều lắm. Trước rau rồi. Nước sôi là bỏ cà vô rồi. Thường là mình luộc mình kiểu như là nó gần chín thì mình phải ủ một xíu á, cà nó thường vậy á. Ủ với nước hồi là nó rỉu cho chấm luôn. Mình nhấp ăn quá. Cái kia nóng hổi. Em kho lạc không mọi người? Em kho cá lạc không? Chưa để em ăn rồi. Được. Cũng được. Út ăn lạc hả mà? Chị ăn lạc á.
cho bé ăn thêm chén mắm. Chồng cái hả? Chồng cái căn nhà này là ăn mặn không à? Út ăn lại thôi. Chị ăn lạc lắm á. Hai cái đứa mặn mặn nhất của hai cái nhà, của cái nhà này đó là hai đứa nhỏ nhất. Để em muốn ăn. Chị ăn ngói à? Hơi dài. Nấu cho mấy chị ăn nó niêm chế lại. Nó hơi chỏi chút. Chưa nhẹ ăn mặn lắm. Thôi con cá cứng nhắc luôn. Ừ. Ừ, gấu dai ngon. Gấu dai ngon. Trời mưa nè, cộng nào cũng nấy u quay. Ăn cá đi chị. Ôi ơi. Cá không? Dạ không, được rồi. Ốc cá không? Nóng hả? Cay hả? Xin lỗi cả nhà, xin lỗi mọi người. Ăn bạn ngon. Cay nó mới ngon. Khô gừng. Gừng ngon. Ừ. Rau luộc dừa tốt nha. Nhìn nó cũng còn xanh. Nó không bị đen. Ủa ta sao cọng có muốn gì đâu mà. Nó hơi vàng chút. Để nguyên cọng lắm hả chị? Hôm nay chị có ngắt. Mà còn sót. Ủa gì từ gấp tới không? Cái rau chai nó giận rồi. Ăn cá đi chị. Ừ. Cố gắng quấn. Cá. Càng dài quá. Ừ. Không được rồi. Rau dịu ngon ha. Nói chung ăn rau luộc ăn ngon quá. Tốt. Nãy giờ ăn rau không ăn cá nha nghe. Em ăn cá rồi nè. Đau lòng không mọi người không ăn cá chứ. Ăn cá luôn rồi. Rồi. Cá nè. Lòng tâm. Cảm ơn chị bà. Nó nằm ở dưới cái lòng tâm á. Thịt dễ khác rồi. Ngon. Thơm. Cá chơi thơm. Có gừng cắm. Ăn cá chê. Cá chê mà kho với gừng là đúng luôn rồi đó. Thử được mùi tanh của cá luôn. Ừ. Ừ, chị chụm nước nóng, chụm cá cuối cho lắm luôn. Chơi nó hết nhớt nha, nhớt nó tanh lắm á. Nó tanh lắm. Ở mường có cá, có gì trắng nè. Chắc không ngoài á chị vô á. Ngoài kinh ngoài á. Ừ. Ngoài xăm không? Ừ. Nó có cá ống bận, ra vô. Mình cá nhỏ. Nó trắng nhưng mà nó không phải trắng đặc, trắng lai. Vô với mini. Nóng thịt cá chê dai ghê. Dạ. Thịt cá chê dai. Ừ. Rất là dai luôn á. Ngon quá. Trời ơi trời ơi. Mình thấy mình nó bự dữ gì nè. Nãy lượng rồi. Ừ. Mà vẫn ngon. Nó bị xong rồi đó. Dạ. Ừ, sau một buổi mấy chị em tụi mình đi đổ dớn nè, rồi về có một cái bữa cơm thật sự rất là ngon và ấm cúng luôn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm đã theo dõi nha. Nếu mà thích thì nhớ like đăng ký để ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.